với tiết mục đầu tiên Nhớ Bác Kính Yêu do đội văn nghệ Hội Người Cao Tuổi thôn nhà chúng em xin được ra mừng các bác. Vậy xin các bác nổ một tràng pháo tay thật lớn để mừng cho tiết mục đầu tiên của chúng em ạ. Cuộc đời tươi đẹp hôm nay là nhờ đảng Bác cầm tay sát dìu vươn lên thoát cảnh đói nghèo, ấm no hạnh phúc là điều Bác hằng mong. Từ bên đi nhà nghỉ rồng năm xưa người đã ra đi, từ bên đi nhà nghỉ rồng biển khơi bệnh giải phóng quê.